Xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô mò, những bức tranh, bức vẽ tô mò sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Các bạn bây giờ mình sẽ tô mò cho các bạn xem mình. Lần trước ta mất 50 tiền trả lại mấy cái giờ. Cái tiền thì kiếm khó lắm. Kiếm mắc cả khó. Ra mình dành tiền lại đi vui. Mua gậy Việt Nam bây giờ người điên, mua gậy xịn nạn nhiều lắm, mua gậy Việt Nam đi thôi, mua gậy xịn nạn mất nhiều. Anh đã bảo rồi toàn bụng pro thôi. Tiêu tì quá gì nữa. Ui, đi chết đẹp. Vai mùa. Cay không? Rồi, mày chưa lại xem nó có tăng lên không? Ta chơi trận thứ 2 mà tăng. Thử bây giờ mày thoát ra nó có tăng tiền không? Nó có tăng tiền chơi lại không? Xem nó có tăng không? Có thì mới trở ra vậy. Nó tăng lên bao nhiêu? Trận thứ 2 tăng lên bao nhiêu? 자 tiền khống nhỉ. Ta vào cái này kia ta chơi xem có ăn được không. Này kia không cái bạn nhiều. Bây giờ bọn nó tất bắn cái này mà. Vậy là mình đã sắp tu xong rồi các bạn. Cái biết bắn cái này chết cái chơi xong xem bao phải thắng bao nhiêu trận. Một trận mày em đi thắng đây à cướp. Thắng xong để im để ta xem. Thắng xong mà để im để ta xem. Ui thôi bắn con đèn bắn con kiểu gì giờ đây. Ra mày ra đây bắn con đèn đây. Dạ đây. Nhanh. Tôi bỏ xong đấy mà. Có rồi. Đây. Đâu. Như trên trái ơi. Chị còn mắt. Đi. Cô. Ai đó. Ai đấy nó đeo bắn thừa. Vẫn bắn được thừa. Gần nó hạn đeo bắn được. Nếu nó gần nó cho mời. Bây giờ sẽ tiếp tục con mồi nhé. Giờ đi chết cá nha, giờ đi để chết cá. Chứ các bạn nó gần nó cho mình gì vậy? Cho mình xa không? Cái gì? Cho mình kiểu đừng cắt nó ngắn thôi. Giờ đơ mày còn 8 trận rồi. Chú ơi 4 trận. Tao chịu 4 trận rồi.
chua chua là một chặng này, từ đi có một đẳng này, nó tăng tiền lên mà tăng đâu thì đó cái tiền cửa này tăng lên mà mỗi lần mình chơi lại nó lại tăng lên thì cái vậy em xong rồi các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô màu những bức tranh, bức vẽ tô màu sao thật, thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Đây mình sẽ tô màu cho các bạn xem.
chung một xong nha các bạn. Bây giờ mình chiên cho tôi gọi nha các bạn. Bây giờ mình cho xuống rồi.